Xin chào toàn thể các bạn học sinh 24. Trong video này thì thầy sẽ không bắt đầu bằng một bài giảng như thường lệ, mà video này đặc biệt là dành cho những bạn mà đang tìm kiếm cho mình một cái khóa học toán toàn diện, đặc biệt là hiệu quả. Trong đợt này của thầy thì những cái bạn nào mà đang tìm hiểu cái khóa toán của thầy, các bạn sẽ được nhận một cái quà tặng trị giá là 2 triệu 800 nghìn đồng, được giảm đến 60% học phí và được tặng kèm thêm cái khóa lấy gốc không gian. Để tăng thêm độ uy tín ấy, thì các bạn cần tìm hiểu thầy qua cái Facebook cá nhân là Nguyễn Tiến Đạt, có dấu tích xanh ở đây nhá, đang có 467.000 học sinh theo dõi đấy. Đấy, ngoài ra thì còn dạy cả lớp off nữa. Đấy, mỗi năm thì có cả nghìn bạn học sinh lớp off đăng ký tham gia. Nên các bạn thấy đây, đây là cái khóa dành cho 204 đấy. Đấy, đây, hình ảnh lớp off của thầy để các bạn thấy xem ở đây. Đây, đây là cái đợt hôm thầy ra VTV thầy dạy. Đây là trung tâm off của thầy. Đấy, đây các bạn có thể thấy. Đây hình ảnh lớp off của thầy. Nói chung là nó cũng rất là đông. Đây là một trong những cái lớp toán ở Hà Nội đông nhất. Và không chỉ ở lớp off mà kể cả khóa online của thầy, như năm khóa 2003 vừa rồi cũng là một trong những cái khóa đông học sinh nhất ở Việt Nam này luôn. Chứ không chỉ nói gì ở đến một thành phố, một khu vực nào cả. Đây bảng vàng của năm 2020. Thì bảng vàng 2021 cũng cập nhật rồi đấy. Thì tí có thể cho các bạn cách để các bạn xem. Thì ngoài ra, Facebook cá nhân của thầy đấy, có cái link để các bạn sang cái fanpage của thầy đây này. Đấy là fanpage Toán Thầy Đạt chuyên luyện thi đại học 11-12. Fanpage có hơn 1 triệu học sinh theo dõi. Đấy, đây là cái bảng vàng đây, có điểm 10, điểm 9,8, 9,2, 9,6, 9,4 đầy ra nhá. Rất là nhiều các bạn kéo mỏ tay luôn. Thì trong năm vừa rồi rất là may mắn mà thầy có được 6 bạn học sinh trên 29 điểm và 253 bạn học sinh trên 27 điểm. Trong đó có cả những bạn điểm 10 môn toán nữa. Còn nói chung là kéo mỏ tay. Đấy, ngoài ra thì bạn nào mà có thành tích tốt ấy được thưởng nóng luôn, như năm vừa rồi là thầy thưởng cho anh Vũ Anh, học sinh lớp O của thầy tại Hà Nội, là một con SH thì anh được 10 điểm môn toán. Đấy, mà các bạn phải hiểu là ở trong cái đất nội thành Hà Nội thì để 10 điểm môn toán nó rất là hiếm, gần như là Hà Nội thế mà thầy tính như trong mấy quận nội thành là như không có ai từ 10 điểm toán cả, có đúng một bạn là học sinh của thầy thôi thưởng luôn. Và các bạn thể đọc tiếp những cái đánh giá ở trên fanpage của thầy, đây có cái mục đánh giá luôn đấy, xếp hạng 5 sao đây này, cả nghìn đánh giá các bạn ngồi đọc cả ngày luôn. Các bạn thấy từ khóa 99, khóa 2000, 2001, 2002, 2003. Đấy các anh chị chả nhớ gì đâu, nhưng các anh chị vào đánh giá thầy một cái. Đấy là cái thông tin về thầy. Tôi không lan man nữa thì thầy sẽ nói qua một chút về cái khóa học của chúng ta được học là cái gì. Khóa học này ấy, thì các bạn sẽ có 3 khóa tất cả. Khóa S1 là cái khóa mà thầy sẽ cập nhật 120 bài giảng trên này cho các bạn, phủ đều tất cả. Để nhắc lại là tất cả các dạng bài mà có thể gặp bạn trong đấy thi là có 380 dạng bài và có 150 cái thủ thuật trắc nghiệm để làm nhanh trong đề thi của các bạn. Và những cái dạng bài này hoàn toàn các bạn có thể chinh phục được, hay là có những cái phương pháp mới thầy livestream luôn cho các bạn trong nhóm kín để các bạn có được một cái bài cái khóa học nó thực sự là chất lượng. Tiếp tục là chúng ta sang cái khóa số 2 là khóa S2 và gọi khóa tổng ôn. Bao giờ là chúng ta khi mà mình học xong một cái chuyên đề thì các bạn bình thường thi học kỳ xong chuyên đề đấy nó rất là ngon lành, nhưng đề thi đại học nó là một cái yếu tố hoàn toàn khác. Mà trong một câu trong đề thi đại học, đặc biệt những câu ở mức độ vận dụng và vận dụng cao, là chúng ta phải kết hợp nhiều chuyên đề với nhau. Thì ở đây khóa học này là thầy sẽ chỉ cho các bạn những cái dạng nào mà dạng nó có cái tỷ lệ xuất hiện trong đề thi cao nhất, và thầy sẽ giúp các bạn hệ thống lại logic tất cả các dạng bài, cũng như là nhắc lại dạy lại các phương pháp sao cho các bạn nhớ được một hệ thống các câu hỏi. Và thầy sẽ ôn chuyên sâu cho các bạn những cái dạng vận dụng và vận dụng cao. Và hình thức học của khóa tổng ôn là thuần live stream, thầy live stream cho các bạn một tuần 2 buổi. Để chơi nhạc. Và cuối cùng là khóa S3 của chúng ta là khóa luyện đề, khóa Live Pro. Thì khóa này là chúng ta sẽ biết được xu hướng đề thi năm 2022 là gì. Bởi vì đến khi mà ra Tết, lúc đấy thì mới ra được cái hình dung, cái bộ đề của chúng ta nó sẽ thiên về những cái dạng như thế nào và thiên về cấu trúc như thế nào. Thì chúng ta sẽ được ôn những cái dạng đề đúng xu hướng luôn. Và chỉ có ôn theo đúng xu hướng thì các bạn mới đạt được điểm cao, đúng không? Và chúng ta sẽ thực chiến cái đề thi sát cấu trúc của bộ và trải nghiệm một cảm giác như thi thật. Mà không có một cái kỳ thi nào mà các bạn lại không học luyện đề cả. Nếu như các bạn không học luyện đề thì gần như là kỳ thi đấy các bạn có đi 3 khóa này. Hiện tại như thầy nói lúc đầu là các bạn đang được ưu đãi rất là lớn. Thì để nắm được cái ưu đãi lớn ấy thì các bạn chỉ cần vào đăng ký ở trên cái link ở phần caption là được. Thì thầy sẽ nói thêm cho các bạn những cái quyền lợi mà các bạn nhận được khi mà các bạn tham gia những cái khóa học này của thầy. Nó khác gì so với các khóa học khác? Thứ nhất là nó có một cái app học tập độc quyền giúp các bạn tối ưu việc học. Ví dụ thì khi mà các bạn đăng ký với thầy xong thì các bạn sẽ nhận được một cái mã để vào lớp. Đấy, ID mật khẩu vào lớp xong thì chúng ta vào được
tất cả các cái chuyên đề ở đây các bạn thấy cực kỳ nhiều dạng bài, cực kỳ nhiều chuyên đề. Ví dụ hàm số đây này, các thầy giáo chắc chỉ mười mấy bài thôi nhưng mà thầy update lên đến nay là gần 30 bài rồi. Và trong này thì các bạn sẽ có video bài giảng này, các bạn đã xem video bài giảng. Sau đó thì các bạn có gì, có file đề đẹp lung linh, có thể tổng hợp hết cho các bạn từng bước một để làm như nào rồi, ví dụ chi tiết, rồi bài tập về nhà có trong đề cho các bạn luôn đấy. Và cái đặc biệt hơn ấy, mà nhiều khoa học khác người ta chỉ cho các bạn file đề, các bạn làm không làm thì thôi, chẳng ai chấm điểm cho các bạn cả, thì trong hệ thống app của thầy các bạn sẽ được làm bài trực tiếp luôn, làm bài, các bạn sẵn sàng làm bài đấy, các bạn điền đáp án ABCD vào đây đúng không, nó báo trên này luôn, các bạn bỏ qua câu nào nó cũng báo cho các bạn luôn đấy, để chúng ta có điền đây, thầy đang phóng to nó ra đấy, nên các bạn nhìn nó chưa hết đấy, kéo sang bên này thì các bạn ấn nộp bài thôi nhá, nộp bài dưới bài ngay thì hệ thống của thầy nó sẽ tự chấm điểm cho các bạn. Đây thầy đang random nên không có đúng đấy, làm sai này, đáp án đúng phải đáp án C này, xem lời giải các bạn ấn vào đây thôi, các bạn thấy không, là có không chỉ lời giải tách mà có cả video chữa cho các bạn luôn, các bạn thấy không, câu hỏi bạt ngàn luôn, bạt ngàn cho các bạn làm, vừa giải chi tiết lại còn có video theo dõi cực kỳ dễ dàng luôn. Chứ còn nhiều khóa học là người ta làm cho các bạn một cái video hay là một cái file đề, các bạn phải tự xem hết từng câu hỏi một, đây là câu nào mình sai mình xem thôi đúng không, và có bảng xếp hạng để các bạn biết được là mình đang ở đâu so với các đối thủ khác. Ngoài ra thì những bạn đăng ký sớm các bạn còn được tặng cái khóa lấy cái không gian này này, đấy, khóa lấy không gian các cái bài để các bạn có thể lấy được toàn bộ cái góc không gian nhanh chóng. Đây là file đính kèm cho các bạn, các bạn chỉ cần tải về thôi. Cần hỏi đáp với cái gì các bạn ấn vào mục hỏi đáp là các bạn trực tiếp hỏi đáp với các anh chị giảng luôn đấy. Cái thứ hai các bạn sẽ có ấy, đó là đội ngũ trợ giảng luôn hỗ trợ nhiệt tình cho các bạn 17/24 giờ, tức là trừ lúc buổi đêm ra các anh chị trợ giảng phải ngủ, thấy cũng phải ngủ đúng không, chứ làm sao mà lúc nào cũng thức 24/24 được. Và cái hệ thống trợ giảng thì không phải ở khóa học nào các bạn cũng được hỗ trợ, nhiều khóa học xong các bạn mua xong thì các thầy cô cứ vứt đấy, các bạn học thì không học thì thôi đúng không, nhưng mà các anh chị trợ giảng ở trong khóa luôn luôn đôn thúc các bạn, luôn luôn nhắc nhở các bạn, luôn luôn giúp đỡ và đồng hành cùng các bạn đến lúc các bạn thi đỗ thì thôi. Số 3 ta sẽ có được là những cái tài liệu mà các bạn nhận được đều là những cái tài liệu được những chuyên gia trong vực luyện thi kiểm định, và trong đó có những người đã từng ra đề thi trung học phổ thông quốc gia. Và đối với cách dạy của thầy là thầy sẽ áp dụng những cái gì mới nhất, những công nghệ tốt nhất để các bạn được hiệu quả nhất. Như các bạn thấy ở trên các cái live stream của thầy đều được quay ở trên cái máy tính tốt nhất để sao cho các bạn theo dõi nó dễ đúng không. Đáng ra là nếu mà vẽ bảng thì các bạn ngồi nhìn thầy ngồi vẽ bảng một cái hình không gian các bạn mất dư 2-3 phút rồi, nhưng mà thầy vẽ trên máy thì nó vừa đẹp hơn mà nó nhìn dễ hơn, có màu mè dễ hơn, mà nó chỉ có mất có 30-40 giây. Thứ năm là đây là khóa học duy nhất dám cam kết cho các bạn, đó là nếu như các bạn không tiến độ thì thầy sẽ hoàn lại 100% học phí cho các bạn, thì đã đủ uy tín chưa. Đấy cũng là lý do mà tại sao là khóa nào của thầy điểm các anh chị cũng cao. Đấy các bạn ấn vào mục online.luyệnthitina.vn. Đấy bạn nào mà cần tìm hiểu thêm về thầy thì ở đây, đấy TikTok đây, bạn nào mà hay chơi TikTok các bạn thể tìm TikTok thầy Nguyễn Tiến Đạt có 175.000 theo dõi, kênh YouTube của thầy thì có 178.000 các bạn học sinh trên cả nước theo dõi, với những cái bài giảng lên đến hàng trăm nghìn fan. Các bạn có thể tìm hiểu cái sự so sánh cái khóa học của thầy với các khóa học khác nó có gì giống và khác nhau nha, giống và khác nhau. Đây các bài báo nói về thầy đây, tại sao điểm nó cao, các bạn có thể tham khảo đây này, khác mỗi số thôi đúng không, để thầy zoom to lên cho các bạn thấy, nó khác mỗi số thôi, thay mỗi số, đây là đề của thầy, còn đây là đề của bộ này, khác mỗi số thôi, số giống hệt đâu, phương trình này bằng một này, đồ thị giống hệt chưa đấy nha, đây đây câu số phức, mức độ vận dụng cao đây, cách ra đề giống hệt, volume bằng một, module bằng 7 đấy. Câu này còn có một tấn cao trong số phức này, nó giống hệt. Các bạn nào mà chỉ cần nắm chắc những cái dạng mà thầy đã dạy cho các bạn ở trong khóa F1, F2, F3 của thầy thì thầy tin rằng để việc các bạn dưới 9 nó là việc rất là khó. Đừng nói đến việc là để các bạn 8 điểm, 8 đã khó rồi nhá. Rồi, thì các bạn có thể đăng ký rất đơn giản là các bạn vào trang web mà thầy đăng đính cái link ở trên, các bạn chỉ điền thông tin của các bạn vào đây. Đấy, việc thầy để tên vào đây, để số điện thoại vào đây thôi. Rồi các bạn chọn cái khóa. Thì combo các bạn đăng ký thường là combo 3 khóa, bởi vì cái combo này đang được giảm giá nhiều nhất là 60%. Và các bạn đăng ký lẻ từng khóa một cũng được nhá. Thì đấy là toàn bộ thông tin về khóa học. Thì hy vọng là sẽ được gặp lại các bạn ở trong cái khóa học S1, S2, S3 của thầy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Và thầy hy vọng là thầy sẽ là giáo viên toán cuối cùng của các bạn những cái năm cấp 3 và giúp các bạn có một cái điểm toán
thật sự là bùng nổ như thầy đã làm đối với các anh chị ở trên.